Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải là người nêu vấn đề. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, lần đầu tiên sau hơn cả tháng trời, quân Nga tàn sát dân thường ở Ukraine, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới chịu mở miệng, hàm ý không ủng hộ cuộc xâm lăng của Nga đối với đất nước Hoa Hướng Dương Ukraine. Cũng chỉ là hàm ý thôi, và tuy nhiên ông Trọng có mở miệng thật, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định lập trường bảo vệ Nga ở Liên Hợp Quốc với việc bỏ phiếu trắng. Trong nước vẫn tìm mọi cách ngăn chặn các nhà hoạt động, tri thức và dân chúng ủng hộ người dân và chính phủ Ukraine. Nhà báo Trần Đông A cũng có bài bình luận đăng tải với tựa đề "Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải là người nêu vấn đề". Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Cả thế giới kinh tởm và lên án Nga. Sự phẫn nộ của thế giới đang gia tăng đối với bằng chứng về các vụ hành quyết đã xảy ra và các hành động tàn bạo khác của quân Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga phủ nhận và cho đây là sự giàn dựng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đã phản ứng với bằng chứng mới khi nói rằng châu Âu phải xem xét tăng cường các hình phạt đối với Moscow bằng cách tẩy chay hoạt động xuất khẩu khí đốt của nước này, và bước đi này sẽ gây đau đớn về nền kinh tế mà các lãnh đạo châu Âu trước đây đã tránh. Còn Thủ tướng New Zealand thì gọi các báo cáo về hành vi cưỡng hiếp và các hành động tàn bạo khác của binh lính Nga là đáng tố cáo. Thủ tướng Nhật Fumio hôm 4 tháng 4 cũng cho biết Nhật Bản cực kỳ lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường sau báo cáo về các thi thể được tìm thấy có dấu hiệu bị tra tấn tại các khu vực mà quân Nga đã rút lui. Trong khi đó, vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ gọi xung đột Nga-Ukraine hiện nay với bản tin là tình hình căng thẳng. Và có ý thanh minh, ông không phải là người chủ động nêu vấn đề ra, mà chính Thủ tướng Đức Scholz mới là người đề cập trước chủ đề này. Được biết, trước đây thời năm 1980, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng có thời gian học ít tháng ở Nga, lúc đó đang còn là Liên Xô cũ. Cuộc diệt chủng của Nga ở Ukraine bước sang tháng thứ hai, và ông Trọng vẫn chưa hề coi cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc như 140-141 nước trên thế giới đã hai lần công khai bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc để lên án. Đây là hình ảnh người dân đứng cạnh một mộ chôn tập thể những người dân Ukraine ở Bukha vào hôm 3 tháng 4 năm 2022. Việt Nam chặn người dân bày tỏ tình đoàn kết vào ngày 5 tháng 3 năm 2022, một hội chợ từ thiện quyên góp cho Ukraine định tổ chức ngay bên trong khuôn viên Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đã bị chính quyền Việt Nam cản trở. Về sự việc, cuộc quyên góp theo sáng kiến của cộng đồng Ukraine bị đình chỉ, Đại biện lâm thời Cộng hòa Ukraine tại Việt Nam, bà Natalia, cho truyền thông quốc tế biết sở dĩ phải hủy bỏ là do buổi quyên góp chưa đáp ứng các quy định của chính quyền thành phố Hà Nội. Là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, bà đại biện chắc chắn không tiện công khai phê phán lập trường cuồng Nga của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mới đưa ra một tuyên bố trung tính đến như vậy. Tuy nhiên, lần Việt Nam vác bỏ phiếu trắng tại Liên Hợp Quốc, bà đã phải tỏ thái độ công khai rằng Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi ơi, tôi rất thất vọng. Đây là hình ảnh bài đăng của bà Natalia, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam trên trang Facebook vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 tuyên bố: "Tôi hiểu được việc Việt Nam muốn giữ thế trung lập, nhưng hiện không phải là thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy, bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine, đây là vấn đề trật tự thế giới, đây là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế". Theo Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội Igor, Ukraine chỉ nhận được viện trợ nhân đạo từ chính phủ Việt Nam trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhưng đấy là chuyện của 2 năm trước. Giờ đây, chính phủ Ukraine chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ Việt Nam, nơi chúng tôi đang công tác, kể cả viện trợ nhân đạo. Thế mới thấy cái bóng đè của chủ nghĩa chuyên chế và độc tài kéo dài ghê gớm. Từ Moscow có Bắc Kinh kéo xuống tận Hà Nội, thậm chí Việt Nam còn bảo hoàng hơn cả vua. Bởi vì từ ngày 11 tháng 3, khi phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bày tỏ lo ngại
đau xót trước tình hình Ukraine và tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Và thắng lợi của Đảng chính là đại bại của dân. Nhờ chủ trương cuồng Nga và ghét Mỹ của Đảng, một loại virus phản Ukraine đang lan tràn khắp cả một xã hội, đang chết lâm sàng về chính trị ở Việt Nam. Nga nó đánh Ukraine là đúng, một số người đã nói như vậy. Đây là hình ảnh một hội chợ từ thiện quyên góp cho Ukraine định tổ chức ngay bên trong khuôn viên của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội, bị chính quyền Việt Nam cản trở vào ngày 5 tháng 3 năm 2022. Và nghiệp chướng cũng đang chờ đợi Đảng Cộng sản Việt Nam ở phía trước, nếu như cho đến khi kết thúc cuộc chiến tàn khốc này, Việt Nam vẫn đứng trước ngã ba đường. Bao nhiêu lời khuyên đầy trí tuệ xuất phát từ kinh nghiệm lịch sử cận và hiện đại đều bị bỏ ngoài tai. Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc, hệt như Ukraine nằm cạnh Nga. Và nguy cơ bị láng giềng khống chế, thậm chí tấn công luôn luôn tồn tại đối với Việt Nam từ trước đến nay, không lúc nào bớt. Nhưng Việt Nam sẽ có nguy cơ tuột khỏi cơ hội nương vào sức mạnh kinh tế, khoa học và công nghệ của Mỹ và phương Tây để đưa đất nước trở thành quốc gia đã phát triển. Con đường khả dĩ và ít nguy hiểm nhất để giữ được quyền tự quyết dân tộc và nền độc lập cho đất nước, Việt Nam khó bước lên được. Và cứ ù lì, đông cứng và tiến hành chính sách ngu dân như hiện nay, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ đặt chân lên được con đường ấy. Thế giới khi đã phân định rõ ràng thành hai khối, chuyên chế và dân chủ, mà Việt Nam vẫn chập chờn với dân trí như cậu lái xe, quan trí, ông chánh văn phòng, Musta, thậm chí đảng trí, bị lực hút quán tính của Nga và Trung Quốc kéo vào, thì tai họa sẽ ập đến là điều đương nhiên. Trong trường hợp ấy, ông Nguyễn Phú Trọng có mở miệng hay không cũng thế mà thôi. Việt Nam một lần nữa sẽ lại nhỡ con tàu của thời đại. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nga xâm lược Ukraine, các lãnh đạo trên thế giới đồng loạt lên án cuộc tấn công của Nga tại Bucha. Các cuộc tấn công hèn hạ của Nga nhằm vào thường dân Ukraine tại Bucha và Irpin là bằng chứng thêm cho đến nay về tội ác chiến tranh của Moscow. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố như vậy. Vào ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói không có sự phủ nhận hay tin tức giả mạo nào từ Kremlin có thể che đậy những gì chúng ta biết là sự thật, đó là Putin đang tuyệt vọng. Cuộc xâm lược của ông ta đang thất bại và ý chí của Ukraine đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Boris Johnson tuyên bố Anh Quốc sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt lên Nga và hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Ông nói thêm rằng Anh Quốc sẽ không để yên cho đến khi công lý được thực thi và tuyên bố huy động các điều tra viên đặc biệt nhằm hỗ trợ cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế. Trước đó, Bộ Tư pháp Anh vào hôm 24 tháng 3 cũng tuyên bố một khoản tài trợ bổ sung trị giá 1 triệu bảng Anh sẽ được cung cấp cho các binh sĩ và sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ tòa án này truy tìm bằng chứng. Đồng thời, cơ quan này cho biết thêm đội ngũ điều tra tội phạm chiến tranh của cảnh sát thành phố London cũng sẽ được huy động để trợ giúp điều tra này. Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói rằng sẽ không để Nga che giấu những hành vi kinh hoàng tại Bucha và tại Irpin bằng thông tin sai sự thật, bất tuân đạo lý mà Nga vẫn ra giả tung ra. Bà Liz Truss cũng nói rằng nỗ lực do Anh Quốc đứng đầu nhằm đẩy nhanh tốc độ và hỗ trợ cho cuộc điều tra của Tòa án Quốc tế về tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine là hành động điều chuyển nhà nước quy mô lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc. Bà Liz Truss nói thêm rằng điều cần thiết là cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ về mặt quân sự và nhân đạo cho Ukraine và tăng cường các lệnh trừng phạt lên Nga. Được biết hôm nay tại Đức, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức cũng đã quyết định trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin. Những quốc gia khác cũng đã lên án hành động của quân đội Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken mô tả cảnh tượng những thi thể trên đường phố tại Bucha khiến đau thắt lòng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cam kết sẽ có thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Sốc vì những hình ảnh ám ảnh liên quan đến tội ác của quân đội Nga tại vùng giải phóng ở Kiev, Bucha, ông viết trên trang Twitter.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng lên án điều gọi là bạo lực không bị ngăn cấm của Tổng thống Nga Putin và tuyên bố nước Nga phải trả giá cho tội ác chiến tranh tại Bucha thông qua những lệnh trừng phạt hà khắc hơn. Và hôm nay thì bà đã thực hiện lệnh trừng phạt này đối với Nga. Tổng thống Pháp Macron cũng nói rằng những hành tượng tại Bucha là quá sức chịu đựng. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS News vào ngày 3 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã mô tả cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine là sự tra tấn cả quốc gia. Khi được hỏi liệu các hành động của Nga có cấu thành tội ác diệt chủng hay không, ông trả lời rằng thật sự đây là cuộc diệt chủng, sự loại trừ cả đất nước và người dân. Chúng tôi là người dân Ukraine, chúng tôi có hơn 100 dân tộc. Đây là sự phá hoại và triệt tiêu tất cả các dân tộc này. Trong khi đó, Nga đã bác bỏ việc nhắm vào dân thường và họ cho rằng hình ảnh những xác người đàn ông trên đường tại Bucha là do Kiev dựng lên cho truyền thông phương Tây và gọi đây là sự khiêu khích. Bộ Quốc phòng Nga nói đã rút quân tại Bucha vào ngày 30 tháng 3 và tuyên bố rằng trong suốt thời gian đó, lực lượng vũ trang Nga nắm quyền kiểm soát, thỏa thuận và không có một người dân thường nào phải gánh chịu bất kỳ hành vi bạo lực nào. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky, người trong suốt quá trình vừa qua đã thể hiện mình là một tổng thống trong chiến tranh và ông đã điều khiển đất nước của ông chống lại quân đội Nga. Phóng viên Jamie của tờ BBC nói ít nhất 20 người đàn ông đã thiệt mạng, một số bị cột tay và xác của họ được phát hiện trên đường phố tại Bucha. Trước đó, Ukraine nói lực lượng của họ đã chiếm lại toàn bộ vùng xung quanh thủ đô Kiev. Nhưng khi lực lượng quân đội Nga rút khỏi một số thị trấn trọng yếu, thì con số thương vong sau những tuần giao tranh ác liệt đã lộ diện. Chính quyền tại Ukraine nói đã phát hiện điều trông chính xác như một tội ác chiến tranh, bao gồm thi thể của những người dân thường bị xử tử và những hố chôn tập thể rất lớn. Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói. Ông Sergei phát biểu trong chương trình Sunday Morning của đài BBC nói rằng chúng tôi đã phát hiện người bị cột tay và chân bị bắn đạn ở phía sau đầu. Họ rõ ràng là dân thường và bị xử tử. Chúng tôi tìm thấy thi thể bị cháy một nửa người như thể ai đó đã cố tình che giấu tội ác, nhưng không đủ thời gian để làm đúng cách. Thống đốc của Bucha đã nói có hơn 300 người dân đã bị giết trong thời gian một tháng Nga chiếm đóng tại đây. Tuy nhiên tuyên bố này chưa đã để BBC kiểm chứng độc lập. Đây là hình ảnh vệ tinh từ ngày 31 tháng 3 từ công ty Maxa cho thấy dường như có một đường hầm dài khoảng 13 mét tại địa điểm được xác định là có một hố chôn tập thể ở Bucha. Đường hầm này được cho là nằm trong khu vực nhà thờ Andre. Theo Maxa thì dấu hiệu hố chôn này có thể xuất hiện trong những bức ảnh sớm hơn từ ngày 10 tháng 3. Đài BBC hiện cũng chưa thể kiểm chứng ngay được những hình ảnh này, mặc dù một đội ngũ từ đài CNN tường thuật thông tin thấy có thi thể trong hố chôn tập thể lớn nằm tại đây. Trong khi đó, Moscow cũng đã yêu cầu có một phiên họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày hôm nay, thứ Hai, mùng 4 tháng 4. Nga hiện là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm có 15 thành viên. Ông Dmitry, phó trưởng đại diện của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói rằng Moscow đã đưa ra yêu cầu trên vì sự khiêu khích trắng trợn của giới cực đoan Ukraine. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì cho đến nay đã có 3.455 dân thường bị thiệt mạng kể từ khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát do Nga tấn công, xâm lược. Cụ thể là hơn 1.400 người chết và hơn 2.000 người bị thương. Đây là con số ước tính của Liên Hợp Quốc cho rằng con số thực có thể cao hơn rất nhiều. Số thương vong nặng nề nhất là tại hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk. Và hiện nay, Nga ngày một xa lầy tại chiến trường tại Ukraine với số lượng binh sĩ bị chết cho rằng lên tới hơn 15.000 người và hàng ngàn trang thiết bị phương tiện quân xa cũng như xe tăng bị bắn cháy.